Chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách lấy vuông. Lấy vuông có 3 cách. Thứ nhất là lấy thước vuông. Thứ hai là dùng máy bán cốt. Và thứ ba là chúng ta lấy vuông bằng thước, thước mét, thước dây, thước đo nhé mọi người nhé. Mọi người cùng xem tôi hướng dẫn nhé. Đây mọi người nhé. Cách thứ nhất là chúng ta lấy vuông bằng thước vuông nhé mọi người nhé. Đây. Chúng ta chỉnh làm sao cho nó vuông. Lấy vuông thước đôi bằng thước vuông nhá, để chỉnh cho nó vuông vắn hết này, vuông góc này, để chiều này là ok nhá, chiều này nữa, đấy mọi người nhá, đây là lấy vuông bằng thước vuông mọi người nhá, đấy, còn đây là cách thứ hai mọi người nhá. Đây là chúng ta lấy vuông bằng máy bán cốt này. Đây. Chiều nào cũng song song mọi người nha. Đây là cách chúng ta lấy vuông bằng máy bán cốt nha. Gần như là tuyệt đối 99% mọi người ạ. Bởi máy móc độ xê dịch của nó cũng không đáng kể. Đây là cách lấy vuông bằng máy bán cốt. Nếu chúng ta có không có máy bán cốt thì chúng ta có thể lấy vuông bằng thước vuông. Mà không có thước vuông thì chúng ta dùng máy bán cốt, mà không có máy bán cốt thì chúng ta lại có thể dùng bằng thước dây nhá, thước mét, thước đo đấy. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu chia sẻ cho mọi người cách lấy vuông bằng thước đo. Thì tôi tắt bằng cái thước đo thì chúng ta có như tôi áp dụng có hai cách nha mọi người nha. Được nha. Mọi người nha, có hai cách nha. Cách thứ nhất là chúng ta đo từ góc này ra 30 cm. Đây. Một cạnh 40 cm, và chúng ta đo chéo đúng đủ 50 mm, đã vuông mọi người nhá. Cạnh 1 30 này, cạnh 2 40 này, cạnh này, cạnh 3 này 50, ok nhá, vuông mọi người nhá. Và cách thứ hai chúng ta sẽ đo từ cái điểm góc người ta 1 mét, chuẩn 1 mét mọi người nhé, phải chuẩn 1 mét luôn. Mỗi cạnh ra 1 mét. Đấy, cạnh 1 1 mét, cạnh 2 1 mét, và cạnh thứ 3 chuẩn 1m4 mọi người nhé, đúng chuẩn 1m4 là vuông nhé mọi người nhé. Ok, ok tất cả mọi người nhé. Đây nhé, đo lại mọi người xem này, mỗi cạnh 1 mét, cạnh này chuẩn 1m4,